hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố đã tổng hợp, tiếp thu các nội dung góp ý thảo luận tại tổ và tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Theo đó, các đại biểu đều thống nhất cao với các đánh giá, nhận định cũng như phương hướng nhiệm vụ đề ra từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng thời đề nghị nghiên cứu xây dựng mô hình kịch bản tăng trưởng cụ thể, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tập trung các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố, chú trọng thu hút các dự án đầu tư có giá trị gia tăng cao. Đặc biệt, cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, làm tốt công tác kiểm tra giám sát, không để phát sinh sai phạm lớn dẫn đến mất cán bộ. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận sâu tại hội trường một số nội dung như giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố gắn với triển khai thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo nghị quyết số 119 của Quốc hội, nhiệm vụ, giải pháp về thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình dự án trọng điểm, động lực, đề xuất các giải pháp phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố theo nghị quyết đề ra. Đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội thành phố, nhất là các công trình dự án được xác định tại nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Phối hợp với các cơ quan trung ương triển khai và sớm hoàn thành các công trình dự án như mở rộng quốc lộ 14B, cao tốc La Sơn Túy Loan, đoạn Hòa Liên Túy Loan, xây mới nhà ga hàng hóa tại cảng không quốc tế Đà Nẵng, đầu tư xây dựng phần hạ tầng dùng chung, đê chắn sóng và nạo vét luồng tàu cảng Liên Chiểu, thực hiện quyết liệt các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công, phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế. Cùng với đó, trên tinh thần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, nhiều giải pháp đã được các ngành, đơn vị đưa ra nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng chuyển biến chưa đều ở các cấp. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra giám sát và trong việc giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của đảng. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong công tác kiểm tra giám sát ngay tại chính cơ quan, địa phương, đơn vị. Hội nghị cũng đã được nghe tham luận liên quan đến nhiệm vụ giải pháp về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố và một số vấn đề quan trọng khác.